Chào mừng anh em đến với kênh điện máy 369, mình là Bảo Trần. Anh em ơi, trên tay mình đang cầm là 4 cái dắt để mình có thể là kết nối loa cool này nè với cái con loa điện nano áp lực 999. Thì video này mình sẽ hướng dẫn em cái cách kết nối ha. Thì để mà gắn loa cool này nè với cái con loa điện đó, thì anh em phải gắn song song với cái con đẩy chứ không phải là nó là một cái kênh riêng nha. Thì nên là gắn song song nên là anh em phải gắn đúng với những cái cấu hình mà nano áp lực người ta đã gọi là nghiên cứu ra cho cái con loa điện nano áp lực 999 này đó. Thì với cái con loa cool này nè, anh em phải gắn cho nó ở chung cấu hình loa cool này là nó sẽ là con 50, con 65 từ 156, con 65 từ 156, bát 8 ohm đó, thì nó mới chia được với cái con bát bên trong của cái con loa 999 này đó. Rồi chép con này là chép 350 đó. Thì bây giờ nếu mà kết gói thì anh em phải cần là nó dây như này, thì đi chung với combo này anh em sẽ được tặng dây như vậy nha. Còn nếu anh em mua lẻ là không có dây như vậy đâu nha, mua lẻ là chỉ có cái loa này không thôi. Vậy anh em tự mua cái dắt canon tự chế vô đó. Rồi thì dây đó, anh em đưa cái lỗ đằng sau lưng của nano mắt nè, nó có gì vậy đó. Rồi anh em để đằng sau lưng nè, đây là cái con đẩy của nano mắt. Con đẩy của nano mắt nó sẽ có là hai này nè, đây đỏ đen là cái ngõ ra tín hiệu đẩy xuống bát rồi đó. Đó thì em cứ việc là cắm vô thôi. Dắt này hay gọi là dắt bắp chuối đó đó. Anh em cắm đỏ thì đỏ, đen thì đen, cắm đúng với mình nha. Đỏ nè, rồi sao đen nè đó. Kênh bên trái thì anh em gắn kênh trái, rồi kênh phải sao, kênh bên phải anh em gắn kênh bên phải đó, đưa vào lỗ ở đây thì nó chừa cho nên cái lỗ này để đi dây rất là gọn luôn. Đây kênh phải gắn kênh phải đó, đen rồi đỏ đỏ đen đen, gắn đúng nhất mình nha. Thì mình thấy đó, anh em để ý nè, ở đây nó ba thớt rồi đúng không, ba thớt nó không cần thiết là phải có thêm một cái thớt nguồn nữa. Thì anh em thấy là nano mắt người ta đã đi dây rất là gọn rồi, đi dây rất là gọn rồi đó. Và mới cái dắt này người ta đã dán keo rất là kỹ rồi, nên là cái tình trạng mà gọi là vận chuyển mà nó làm sụp xịt gì đó thì nó là điều mà không mong muốn. Thì ví dụ như mà nhiều khi mà giao đến anh em mà nó không có hát này không hát kia thì anh em kiểm tra với mình là mấy cái thằng sau lưng này nha. Mấy sau lưng này nó hơi bị lỏng xíu thôi, dán keo chưa kỹ chẳng hạn vậy thì nó sẽ gọi là hoạt động bình thường chứ không gì hết đó. Bên mình là giao hàng full thùng cho anh em, là từ hãng nào mắc đang ra là giao cho mình luôn đó, là mình sẽ giao cho anh em luôn full thùng đó. Rồi ví dụ như anh em đến cửa hàng mình em test thấy con nào ok lấy con đó vẫn được thì mình sẽ giao hàng mới luôn, có hàng mới thì giao cho anh em đó. Ví dụ như đây nano mắt 999 thêm cái cặp loa full, thêm bộ loa full thì camera trước coi cho mọi người coi cái con loa này chúng ta đó, loa full nano mắt đó với này luôn. Thì full combo như này là 25 củ, mức giá quá tốt để anh em có thể là sở hữu em nó. Rồi mọi thắc mắc anh em để là bình luận dưới, mình sẽ giải đáp hết cho anh em luôn vậy nha.